Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình ngày hôm nay, Thời sự 24 giờ HD sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những tin tức thời sự nổi bật nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Kính mời quý vị cùng đón xem. Thủ tướng không hài lòng trước tình trạng các bộ đùn đẩy, đá qua đá lại sợ trách nhiệm. Quý vị thân mến, phát biểu tại hội nghị tổng kết của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Thủ tướng cho biết ông không hài lòng trước tình trạng sợ trách nhiệm, được ví như dê rát bóng, dê rát hết chỗ này đến chỗ kia. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nói như vậy tại hội nghị tổng kết năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Thủ tướng nói có tình trạng sợ trách nhiệm, thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập bộ máy hiện nay tuy đã tinh giản nhưng vẫn còn tầng nấc trung gian, đơn cử như cấp tổng cục tạo thêm một nấc hành chính thủ tướng giao bộ lao động thương binh và xã hội đánh giá mô hình tổng cục giáo dục nghề nghiệp cần để lại bộ hay để tại các bộ các địa phương thì hiệu quả hơn người đứng đầu chính phủ cũng bày tỏ không hài lòng trước tình trạng một số việc bị các bộ đùn đầy đã qua đá lại sợ trách nhiệm nếu cán bộ quan liêu thì mất thời gian hiện nay cứ đã lên đã xuống, ông nào cũng sợ trách nhiệm, trách nhiệm bộ nào thì bộ đó phải làm phải nói, được hay không được thì phải nói, không thể cứ đã lên đã xuống. Thủ tướng nói, nhắc lại chia sẻ tại hội nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ngày 13 tháng 1, Thủ tướng nêu rõ, cán bộ cũng dê rát, dê rát hết chỗ này, dê rát đến chỗ kia, trong đá bóng thì dê rát được, còn đây công việc chính cũng dê rát ban bóng nhiều quá thì cũng phức tạp dê dắt nhiều thì coi như mất cơ hội từ đó thủ tướng yêu cầu các bộ ngành phải vì dân thực sự phải giải quyết bức xúc đơn thư tố cáo của người dân cơ quan chức năng phải lấy doanh nghiệp người dân làm trung tâm đối với công tác của bộ lao động thương binh và xã hội Thủ tướng đánh giá cao tinh thần nỗ lực cùng cả hệ thống chính trị để nghiên cứu đề xuất xây dựng các chính sách hỗ trợ hàng chục triệu người vượt qua khó khăn thời Covid-19, hậu Covid-19 với tổng giá trị hỗ trợ từ chính sách lên tới hơn 100.000 tỷ đồng. Năm 2022, lao động có việc làm tăng 1,5 triệu người, thu nhập bình quân tăng 1 triệu đồng một tháng, đưa gần 143.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Cùng với đó, công tác giảm nghèo, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, người cao tuổi, chăm lo cho người có công được thực hiện khá toàn diện hiệu quả. Tại hội nghị, Thủ tướng dành nhiều thời gian để nói về câu chuyện nâng cao năng suất lao động, đào tạo nghề chất lượng cao, chuẩn bị nguồn nhân lực đón doanh nghiệp nước ngoài. Dẫn câu chuyện nhà máy lọc dầu Dung Quất, toàn bộ chuyên gia Việt Nam đã có thể tự làm chủ, quản lý mà không cần có chuyên gia nước ngoài ở đó. Tới nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, Thủ tướng nói, nếu chuyển giao công nghệ thì anh em có làm được không? Các kỹ sư cán bộ nói, hoàn toàn làm được. Từ hai câu chuyện trên, Thủ tướng khẳng định khi Việt Nam xây dựng được nền kinh tế độc lập tự chủ sẽ không phụ thuộc vào nước ngoài, giảm thua thiệt. Gốc của vấn đề là nhân lực chất lượng cao, cơ sở hạ tầng, chính sách hấp dẫn để hỗ trợ các doanh nghiệp FDI rót vốn, đầu tư. Hơn 100.000 tỷ đồng hỗ trợ người dân hai năm qua. Theo Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, hai năm qua, nhà nước đã dành 104.000 tỷ đồng để hỗ trợ trên 68 triệu người dân, hơn 1,4 triệu doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đồng thời, toàn ngành thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách trợ cấp thường xuyên cho gần 1,2 triệu người có công với cách mạng, với kinh phí trên 29.000 tỷ đồng công tác tặng quà của Chủ tịch nước cho người có công, thực hiện đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, đạt nhiều thành tựu. Tuy vậy, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho rằng, các thách thức còn nhiều như giả hóa dân số, việc làm chất lượng và tiền lương thỏa đáng, biến đổi khí hậu, bao phủ bảo hiểm xã hội. Thời gian tới, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tiếp tục giả soát, triển khai kịp thời các chính sách an sinh xã hội, nhất là người có công, đối tượng yếu thế và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Bộ cũng chăm lo tạo môi trường an toàn để đảm bảo phát triển đầy đủ quyền của trẻ em, phòng chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em, đồng thời toàn ngành đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ các đối tượng đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Quảng Ngãi ngăn chặn tình trạng thao túng đất đắp thi công cao tốc Thưa quý vị, tỉnh Quảng Ngãi sẽ xử lý nghiêm các tổ chức cán bộ có hành vi trục lợi trong quá trình khai thác khoáng sản phục vụ thi công cao tốc, tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Ủy ban nhân dân tỉnh này vừa có văn bản yêu cầu các chủ mỏ khẩn trương hoàn tất việc kê khai giá và phải bán đúng giá kê khai, bán đúng danh mục được ghi trong giấy phép, trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý cũng như thu hồi giấy phép, khẩn trương kê khai công bố giá đất đắp theo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, thời gian vừa qua, việc tổ thực hiện tuyến chính các khu tái định cư, khu cải táng mồ mả thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi Hoài Nhơn phát sinh nhiều vướng mắc có khả năng ảnh hưởng chung đến tiến độ giải phóng mặt bằng, tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, thông thường phục vụ thi công dự án, để đảm bảo công tác bồi thường giải phóng mặt bằng cũng như nguồn vật liệu xây dựng Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu tất cả các chủ thể có liên quan đến hoạt động khoáng sản, phục vụ thi công dự án phải thực hiện nghiêm túc trong việc cấp phép, kê khai giá, thẩm định giá, công bố giá, khai thác cung cấp bảo vệ môi trường, đảm bảo đúng quy định, hiệu quả, không lãng phí tài nguyên theo đó tỉnh quảng ngãi yêu cầu ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tổng hợp toàn bộ các nội dung liên quan đến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ các khu tái định cư khu cải táng mồ mả thuộc diện vướng mắc phát sinh để xem xét chỉ đạo giải quyết và xử lý theo thẩm quyền Đồng thời, phối hợp với ban quản lý dự án 2, khẩn trương tổng hợp toàn bộ danh sách các mỏ đất làm vật liệu xây dựng thông thường được quy hoạch phục vụ dự án để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cấp phép theo quy định. Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương thực hiện các thủ tục công bố giá đất làm vật liệu xây đắp và san lấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đối với các mỏ đất được cấp phép nhưng chưa công bố giá đối với Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở đề nghị của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, các nhà thầu thi công tuyến chính, các khu tái định cư, khu cải táng mổ mả thuộc dự án, các chủ mỏ, giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp phép, nâng công suất mỏ để đáp ứng nhu cầu thực tế của dự án. Riêng với các chủ mỏ đã được cấp giấy phép khai thác khoáng sản phục vụ dự án, khẩn trương phối hợp thông báo giá, ký kết hợp đồng, trong đó ưu tiên sản lượng khai thác hàng năm cho các nhà thầu thi công dự án cao tốc và các khu tái định cư, khu cải táng mồ mả nhằm đảm bảo nguồn cung đất đắp theo đúng tiến độ mà tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo. Trường hợp đến thời điểm này các chủ mỏ chưa kê khai giá thì khẩn trương thực hiện gửi Sở Xây dựng trước ngày 20 tháng 1 đến hết thời hạn này đơn vị nào không kê khai giá thì sở xây dựng cung cấp thông tin cho sở tài nguyên và môi trường để tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi giấy phép thu hồi giấy phép nếu có hành vi đầu cơ trục lợi đất đắp để đảm bảo nguồn cung đất đắp phục vụ thi công dự án cao tốc quảng ngãi hoài nhơn tỉnh quảng ngãi đã chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện việc điều chỉnh bổ sung tên dự án vào địa chỉ tiêu thụ khoáng sản trong giấy phép khai thác khoáng sản đối với các mỏ đất đã được thống nhất chủ trương để khai thác phục vụ dự án nhằm làm cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định đồng thời chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi đặng văn minh cũng giao ủy ban nhân dân các huyện thị xã nằm trong vùng dự án thực hiện kiểm tra đối với các chủ thể có liên quan đến hoạt động khoáng sản thuộc dự án kịp thời ngăn chặn xử lý tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý đối với các cá nhân tập thể có hành vi bao che đầu cơ nâng giá để trục lợi vi phạm pháp luật về khoáng sản cung cấp khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cho tổ chức cá nhân khác hoặc không cung cấp theo giấy phép đã được ủy ban nhân dân tỉnh cấp công an tỉnh thực hiện kiểm tra đối với các chủ thể có liên quan đến hoạt động khoáng sản thuộc dự án kịp thời ngăn chặn xử lý tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý đối với cá nhân tập thể có hành vi bao che đầu cơ nâng giá vật liệu để trục lợi vi phạm pháp luật về khai thác khoáng sản và cung cấp vật liệu xây dựng ngoài giấy phép được cấp cũng theo ông Minh, các chủ mỏ được tỉnh cấp giấy phép thống nhất chủ trương khai thác mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, phục vụ thi công dự án cao tốc Quảng Ngãi Hoài Nhơn và các khu tái định cư, khu cải táng mồ mả phải ưu tiên sản lượng khai thác để phục vụ dự án, đảm bảo đúng kế hoạch tiến độ thi công, đồng thời để giám sát việc khai thác, mua bán đất đắp tại các mỏ ông minh đã giao sở xây dựng chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra việc mua bán đất không đúng với giá công bố để có biện pháp xử lý tỉnh quảng ngãi sẽ xem xét thu hồi giấy phép đối với chủ mỏ không thực hiện kê khai giá chậm kê khai giá nâng giá bán không bán đúng giá với giá được công bố và yêu cầu khác không đúng quy định gây phát sinh chi phí làm tăng giá bán thực tế cũng như các hành vi vi phạm pháp luật về khoáng sản, bán giá cao hơn giá công bố, thậm chí là đầu cơ, nâng giá để trục lợi. Những thông tin vừa rồi đã khép lại thời lượng của tin tức 24 giờ HD. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị để lại tại phần bình luận để ý kiến có thể kịp thời tổng hợp. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.